cái đường trượt xuống rồi á. Ừ. Đó là mình đi bên đó, mình thấy bên đây nữa ba. Ừ. Quay hai cha con mình. Luôn mình lại còn đau nữa. Mà mình đâu có lấy hình đâu. Đâu. Mình thích lấy thì mình lấy, mình không thích thì thôi. Thấy bà nhìn cái đường đó. Cái đường nó đi trượt xuống đó bà. Xếp hàng sao? Xếp hàng sao? Chưa tới lượt. Trời ơi, tới ai đây? Đi vòng nó đi. Đi vòng nó cho đã đi con.